Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu sang bài 34, đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá. Em hãy mở sách giáo khoa trang 110, 111. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh trong sách giáo khoa để cùng tìm hiểu bài. Trong bài này có 3 nội dung chính. Nội dung đầu tiên đó là tìm hiểu về sự đa dạng về thành phần loài và môi trường sống. Nội dung thứ hai tìm hiểu về đặc điểm chung của cá như thế nào. Nội dung thứ ba là cá có những vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống của con người. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, đa dạng về thành phần loài và môi trường sống. Trên thế giới có khoảng 25.415 loài cá khác nhau. Và ở Việt Nam đã phát hiện 2.753 loài và được chia ra làm hai lớp chính. Các em hãy quan sát, đó là lớp cá sụn và lớp cá xương. Lớp cá sụn đại diện như là cá nhám nè, cá đuối ha. Lớp cá xương như là cá chép, cá vền, vân vân. Đối với lớp cá sụn, phát hiện được khoảng 850 loài. Còn đối với cá xương thì đa số những loài cá hiện nay. Như vậy thì số loài giữa lớp cá sụn và lớp cá xương, chúng ta thấy rằng là lớp cá xương chiếm phần lớn trong lớp cá nha. Về môi trường sống thì lớp cá sụn là sống ở nước mặn, nước lợ, còn lớp cá xương thì môi trường sống của nó đa dạng hơn, có nghĩa là nó có thể sống ở nước mặn, nước lợ và cả ở nước ngọt nha. Về bộ xương thì đặc điểm đặc trưng để phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương đó là đối với lớp cá sụn là bộ xương bằng chất sụn, còn lớp cá xương là bộ xương bằng chất xương. Ở lớp cá sụn thì khe mang trần, cá xương là khe mang kín, có nghĩa là khe mang nó được bảo vệ bởi nắp mang che đậy bên ngoài. Đó là như là ở cá chép các em đã được học nha. Về da thì đối với lớp cá sụn là da nhám, còn lớp cá xương là da có phủ vảy. Miệng của cá sụn nằm ở mặt bụng, nằm phía dưới mặt bụng. Còn đối với cá xương là miệng nằm ở phía trước đầu. Thì đấy là những đặc điểm khác nhau giữa lớp cá sụn và lớp cá xương. Và em lưu ý, đặc điểm đặc trưng để phân biệt giữa lớp cá sụn cá xương đó chính là bộ xương của nó. Thì lớp cá sụn bộ xương bằng chất sụn, còn lớp cá xương là bộ xương bằng chất xương nha. Và lớp cá xương thì chiếm đa số về số loài trong lớp cá nha. Các loài cá sống ở những điều kiện sống khác nhau. Em hãy quan sát hình 34.1 đến 34.7 trang 110 nha. Đây các em. Đại diện đầu tiên đó là cá nhám số 1 nè. Thứ hai đó là cá trích. Sống ở tầng nước mặt, thường không có chỗ ẩn náu, có mình thon dài, vây chẳng phát triển bình thường, khúc đuôi khỏe và nó sẽ bơi nhanh nha. Đại diện thứ ba đó là cá vền và thứ tư đó là cá chép. Sống ở tầng nước giữa và tầng đáy, có nhiều chỗ ẩn náu, thân tương đối ngắn, vây ngực, vây bụng phát triển bình thường, khúc đuôi yếu và bơi chậm hơn. Đại diện thứ năm đó là lươn. Lươn về môi trường sống thì nó sống chui luồn ở dưới đáy bùn, thân rất dài, vây ngực và vây bụng tiêu biến, có nghĩa là nó không còn nữa nha. Khúc đuôi nhỏ, bơi rất là kém. Đại diện thứ sáu, thứ bảy, thứ sáu đó là cá đuối, thứ bảy đó là cá bơn, sống ở đáy biển, có thân dẹt mỏng, vây ngực lớn ở cá đuối và nhỏ ở cá bơn, thì khúc đuôi của nó nhỏ và bơi kém. Thì sau khi các em đã quan sát các đại diện, có 7 đại diện, các em hãy đọc bản sao, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bản. Đến đây em hãy dừng video lại đôi phút, các em hãy hoàn thiện bản này, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả bài làm của mình như thế nào nhé.
Đầu tiên chúng ta sẽ xét về đặc điểm môi trường sống hay là điều kiện sống. Điều kiện đầu tiên đó là những loài sống ở tầng mặt thiếu nơi ẩn náu thì nó có những đại diện nào, hình dạng cơ thể nè, đặc điểm khúc đuôi, đặc điểm của vây chẳng và khả năng di chuyển để phù hợp với cái điều kiện sống của nó như thế nào. Trên đây các em hãy quan sát nhé. Đây, thì đại diện đó là cá nhám nè, hình dạng thân, đó là thân của nó thon dài. Khúc đuôi thì như thế nào? Khỏe. Vây chẳng phát triển bình thường. Khả năng di chuyển của nó là nó sẽ bơi rất là nhanh. Bởi vì tầng mặt thì thiếu nơi ẩn náu ha, cho nên nó phải di chuyển nhanh. Mà để di chuyển nhanh thì nó có những đặc điểm cơ thể như là thân, là khúc đuôi, là vây chẳng. Nó phát triển để giúp cho cơ thể bơi nhanh ha, để tránh được kẻ thù nè. Đặc điểm thứ hai đó là những loài sống ở tầng giữa, tầng đáy, nơi ẩn náu thường nhiều. Thì nó sẽ có đặc điểm cấu tạo như thế nào? Đây các em, đại diện đó là cá vền, cá chép. Hình dạng của thân tương đối ngắn, khúc đuôi yếu và đặc điểm vây chẳng nó cũng phát triển bình thường và khả năng di chuyển là bơi chẳng nha. Điều kiện sống thứ ba đó là chúng sống ở những hốc bùn đất ở đáy. Đại diện đó là lương nè. Hình dạng của thân đó là rất là dài, khúc đuôi rất yếu, đặc điểm vây là ở đây là vây chẳng, các vây chẳng của nó là nó không còn nữa hay là nó tiêu giảm ha. Di chuyển là rất là chậm, mà bơi rất là chậm ha. Đặc điểm điều kiện sống thứ tư đó là trên mặt đáy biển ha, đại diện đó là cá bơn, cá đuối nè. Hình dạng của thân là dẹt mỏng, khúc đuôi rất là yếu, đặc điểm vây chẳng to hoặc là nhỏ ha. Và khả năng di chuyển đó là kém ha, bơi rất kém. Rồi. Như vậy, những loài cá sống ở những môi trường và trong điều kiện sống khác nhau thì có cấu tạo và tập tính sinh học khác nhau nha. Đây là nội dung chính của phần 1. Em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình nha. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về đặc điểm chung của cá. Em hãy quan sát lệnh trang 111. Hãy nêu đặc điểm chung của cá về môi trường sống nè, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ của cơ thể như thế nào. Cá nói riêng và tất cả các lớp khác trong ngành động vật có xương sống. Thì nội dung về cấu tạo trong, có nghĩa là các đặc điểm cấu tạo bên trong. Đây là nội dung giảm tải, nên chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Cho nên chúng ta chỉ đề cập đến là gì? Môi trường sống nè, cơ quan di chuyển ha, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ của cơ thể như thế nào. Như vậy, đại diện trong lớp cá chúng ta học đó là con cá chép. Như vậy thông qua đặc điểm về cá chép chúng ta có thể kết luận về đặc điểm chung cho lớp cá đó là gì? Đây các em quan sát ha. Cá là động vật có xương sống, thích nghi hoàn toàn để sống ở nước như là bơi bằng vây nè, ha, thụ tinh ngoài, đó là về đặc điểm sinh sản nha. Và thân nhiệt cơ thể của nó là động vật biến nhiệt. Thế nào là động vật biến nhiệt? Thì ở đây cô cũng xin nhắc lại đó là gì? Đó là thân nhiệt cơ thể của nó không ổn định và phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nha. Thì em sẽ ghi nội dung chính của phần đặc điểm chung của cá vào trong vở của mình nha. Chúng ta chuyển sang phần 3, tìm hiểu về vai trò của cá như thế nào. Em hãy tìm hiểu thông tin sách giáo khoa trang 111 phần 3. Cá là nguồn thực phẩm thiên nhiên giàu đạm, nhiều vitamin, dễ tiêu hóa vì có hàm lượng mỡ thấp. Dầu gan cá nhám, cá thu có nhiều vitamin A và D nè. Chất tiết từ buồng trứng và nội quan của cá nóc dùng để chế thuốc chữa bệnh thần kinh nè, xương khớp và uốn ván. Song nếu chúng ta ăn phải cá nóc có thể bị ngộ độc chết người nha, bởi vì trong cơ thể của cá nóc có chất độc rất độc nha. Da cá nhám dùng để đóng giày, làm cặp, vân vân. Cá ăn sâu
À, ăn bọ gậy của muỗi truyền bệnh, có nghĩa là nó diệt lăng quăng á, nó ăn lăng quăng nè. À. Và ăn sâu bọ hại lúa. À. Thì trên đây là những lợi ích cũng như là một số loài cá có thể là gây ngộ độc cho con người. Như vậy thì để bảo vệ và phát triển nguồn lợi của cá thì chúng ta cần phải làm gì? À. Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá cần tận dụng các vực nước tự nhiên để nuôi cá nè. Cải tạo các vực nước như là bón phân đúng kỹ thuật, trồng cây thủy sinh, nghiên cứu thuần hóa những loài cá mới có giá trị kinh tế để nuôi trồng chúng nha. Ngăn cấm đánh bắt cá còn nhỏ, cá bố mẹ trong mùa sinh sản. À, vì sao vậy em? À, bởi vì nếu chúng ta đánh bắt cá còn nhỏ, cá bố mẹ trong mùa sinh sản, thì như vậy chúng ta khai thác một cách triệt để làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của cá nha. À, cấm đánh bắt cá bằng mìn, bằng chất độc. Vì sao vậy? À, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này thì sẽ làm cho cá chết hàng loạt, kể cả những loài cá không có nhu cầu đánh bắt. À, như vậy thì nó cũng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của cá nha. Không dùng lưới có mắt lưới bé à, để đánh bắt cá. Vì sao? À, vì sẽ bắt cả những loài cá con chưa đủ kích thước để thu hoạch, cũng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của cá nha. Và chống ô nhiễm vực nước, vân vân. À, đấy là những biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi của cá nha. Như vậy vai trò của cá về mặt ích lợi đó là làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nè, dùng làm thuốc, nguyên liệu làm giày cặp như là da cá nhám, diệt bọ gậy, ăn sâu bọ hại lúa, bên cạnh đó một số loài gây độc như là cá nóc nha. À, biện pháp bảo vệ và phát triển như là tận dụng và cải tạo các vực nước, lai tạo giống có giá trị kinh tế nè, ngăn cấm đánh bắt cá lậu trái phép không đúng kỹ thuật nha. Như vậy đến đây các em đã tìm hiểu xong bài 34 về đa dạng nè, thành phần loài, về môi trường sống nè, tìm hiểu về đặc điểm chung của cá như thế nào và vai trò của cá ra sao nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu, học bài đọc mục em có biết, làm câu hỏi 1, 2, sách giáo khoa, trang 112. Và tiết sau chúng ta sẽ ôn tập cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới nha. Cô mến chào tất cả các em.